Xin chào cả nhà Hôm nay chúng ta sẽ demo một cái em máy chiếu laser đúng nghĩa luôn Laser mà 4K thì là đẳng cấp nhất hiện nay trên máy chiếu rồi Đối với anh em mà đã từng chơi TV độ phân giải cao á, thì hiện tại chúng ta có TV 8K Nhưng mà đối với máy chiếu á, thì độ phân giải hiện tại cao nhất Vẫn là 4K thôi 4K là độ phân giải đỉnh nhất trên máy chiếu hiện nay rồi đây chúng ta sẽ trải nghiệm một cái máy độ phân giải 4K UHD chuẩn luôn và độ sáng chỉ 5.000 nits sử dụng bóng đèn laser tuổi thọ 20.000 giờ. bạn toàn cho tôi một cái bolero nào đó đi. em này nó có kích thước khá hầm hố và trọng lượng nó rơi vào khoảng gần trên dưới 10 kg đấy, trên dưới 10 kg và nhiều tính năng cực kỳ hay ho. đây là cái mẫu máy, máy sử dụng công nghệ DLP của Optoma, một trong những cái hãng mà Chuyên sản xuất uh, Máy chiếu chuyên nghiệp trên thế giới Một cái máy chiếu mà có 4K mà chạy được cả 3D thì Các bạn sẽ không uh, có tìm được nhiều đâu Optoma vì họ chuyên về sản xuất máy chiếu Do đó họ hiểu được rằng là cái người sử dụng cần những cái gì Cần những tính năng gì trên một cái máy chiếu cao cấp như thế này Chúng ta sẽ thấy được một cái hình ảnh nó ở một cái uh, cái level nó cực kỳ chuyên nghiệp các bạn ạ tôi nhờ bạn toàn là chuyển sang cái cảnh nào mà có em út nó màu sắc nó nhiều một chút và tắt cái loa đi hiện tại tôi đang đứng ở vị trí khoảng cách xa khoảng 6 mét nha và cũng có thể là cái video này sẽ chạy ở cái độ phân giải cao nhất là độ phân giải 4k phòng thì đang hở sáng một chút Hiện tại chúng tôi đang sẽ kết nối với một cái chôm cát 4K luôn. À, cái đó đi. Màn chiếu này đang có kích thước khoảng uh, chiều ngang khoảng 3 mét nha. Em này có một cái hệ số tương phản mà không phải một cái máy chiếu nào mơ ước cũng có thể đạt được. Đó là một cái hệ số tương phản đến 3 triệu nha. Thì nếu mà đứng ở cái khoảng cách tầm cỡ khoảng 4-5 mét thì các bạn sẽ khó phân biệt được đâu là một cái máy chiếu và đâu là một cái hình ảnh ở trên cái TV 8K các bạn ạ. Nó nét mà nó sáng kinh khủng lắm. Đây, đối với em này thì các bạn có thể sử dụng ở trong các cái màn chiếu 200 đến 300 inch và khu vực hở sáng nhiều. Hội trường hoặc là phòng chiếu phim. Trong này mà sử dụng trong rạp chiếu phim thì đúng là ăn khách cho các bạn ạ. Giá thành thì khoan hãy bàn đến thì vì với số tiền nó cũng không có nhiều đâu, thì khoảng trên dưới 100 là các bạn có thể sử hữu em nó rồi. Giá hiện tại đang có giảm khá nhiều nha các bạn. Optoma.com.vn đang có giá giảm khá nhiều về dòng máy UHZ65LV này. Đây là cái ảnh thực tế và cái cái menu của em nó nha các bạn. Em này thì chạy 3D thì không cần không cần phải thao tác cái gì khó khăn hết. Tất cả là đều có giao diện cực kỳ đơn giản nha. Không biết là nó có tiếng Việt hay không nhưng mà tôi nghĩ là cái uh, giao diện cái menu của nó thì nó cực kỳ uh, là dễ hiểu rồi các bạn. Cực kỳ dễ hiểu đây 3D thì các bạn chỉ cần vào cái mục đầu tiên là phần display này 3D này các bạn on 3D lên sẽ có hai bước là một là on 3D hai là ở cái mục 3D format thì các bạn chọn là các cái định dạng phim 3D là được không cần phải chuyển đổi gì nhé các bạn vì cái dòng này nó là full 3D full 3D thì nó sẽ tự động nó nhận diện 3D luôn đây là cái menu về cái volume audio menu về cài đặt security này Protection là cái vị trí mà các bạn sẽ treo máy đó Ví dụ các bạn treo ngược lên thì ở đây sẽ các bạn sẽ lựa chọn cái vị trí mà cái máy chiếu nằm trên đầu cái hình người nha các bạn. Ở cái phần option thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái lựa chọn khác chuyên sâu bên trong. Option này, tùy chọn. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ đây là cái dòng máy chuyên nghiệp cho đó thì cái ngôn ngữ của nó nó không có nhiều đâu. Nó chủ yếu là những cái ngôn ngữ phổ biến trên thế giới thôi. Auto sụp tự động vào, dò tìm tín hiệu vào. Information, logo ok các bạn có thể tham khảo thêm thông tin và giá bán khi liên hệ với sale của chúng tôi trên trang web là máy chiếu giá rẻ vn hoặc là optoma com vn đây là một cái dòng máy chiếu chuyên nghiệp cho đó thì nó có cho phép các bạn điều khiển qua cái ip luôn tức là chúng ta có thể kết nối đến cái lan mạng lan mạng local của chúng ta đó để điều khiển tắt mở máy tắt mở máy và chiếu thông qua mạng lan nha khá là hay nha các bạn Mẫu máy chiếu UHS-65LV là cái mẫu máy chiếu chính hãng của hãng Optoma Được bảo hành thân máy lên đến 2 năm cho các bạn hoàn toàn yên tâm Khi đầu tư và sử dụng Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về UHS-65LV Hy vọng sẽ nhận được những cái góp ý và đánh giá của các bạn Khá đẹp mà các bạn tôi sẽ đứng xa khoảng cách 10m Các bạn sẽ cảm nhận được cái chiều sâu và cái độ nét của nó vẫn giữ nguyên ạ? Quá nét, quá đẳng cấp luôn